chứ lệ. Khoan khoan, từ từ từ, dừng lại dừng lại. Sao đây ạ? Đấy, bình thường cứ nghe Covid ở đâu xa xôi, giờ đến tận nhà mình rồi đây này. Sao đây? Sao cháu thấy ngứa cổ quá? Con cũng thế ạ. Lúc nãy con cũng muốn ho lắm, nhưng mà lại sợ là người ta giữ lại, cho nên là con phải nhịn đấy. Thôi chết, hai đứa phải xuống dưới khai báo đi. Từ từ, cứ bình tĩnh đã. Làm gì mà ba gì cháu, cứ rối loạn lên hết thế hả? Trời, người em cứ nóng như lửa đốt đây này. Càng những lúc như thế này thì lại càng phải bình tĩnh, thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách và phải nhìn nhận đúng các triệu chứng của bản thân mình đã. Em nhớ rồi, mọi người có nói ấy, là nếu có chuyện gì xảy ra thì phải lạc quan lên, rồi nếu mà cần thì mình sẽ gọi điện cho cơ sở y tế để được tư vấn chính xác. Thôi, bình tĩnh. Hy là bình tĩnh hơn thì con cũng thấy là cổ con không ngứa rồi gì ạ. Thôi, cất các đồ đi vào nhà đi, xong rồi chờ thông báo chính thức của tòa nhà rồi có gì mình tính tiếp. Đi. Và cất đồ đi con. Ừ, thằng này, bố bảo là cho sang bên trái. Thế bố không biết hướng à? Đây là chả bên trái thì là bên nào nữa, khổ quá cơ. Ừ, đúng, thế nhưng mà bên trái là bên trái bố đây này. Nhá, nào, dịch xong nào. Nốt lần này thôi đấy nhá. Được rồi, nào. Nào, sang bên phải. Được chưa? Ôi, lại quá rồi. Chỉnh lại một tí đi con. Thôi, bố sang bên này, bố vặn vẹo đi để con điều hướng chưa? Lần này lần thứ 30 mấy rồi đấy. Con phải nên nhớ rằng, chị con là người rất kỹ tinh. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Thôi, bố con mình cố lên một tí, cho nhà phát con nó đỡ khổ. Nào, đứng lên đi. Nốt lần này thôi đấy. Ừ, được rồi, nào. Nhích sang bên sân à? Ờ, bên trái qua một tí nữa là cân đấy. Bảo, dính dáng với đàn bà, rất là lằng nhằng. Ờ vậy, một mình nó nhàn thân. Ờ vậy chả còn. Tao thấy chả nhàn tí nào cả. Rất bận. Bằng này tuổi đầu rồi. Mà vẫn cứ phải là nuôi thằng con trai. Rồi, suy cho cùng thì bố lại định cái bài ca gạ con lấy vợ gì. Còn lâu nhá. Cái bộ óc thiên tài này đã nguyện cống hiến hết mình cho khoa học rồi, không bao giờ còn lấy vợ. Đúng là đợt này về tao phải thiết quân luật lại là một lần nữa, chứ không cứ để mày cứ hâm hâm rồi là sống trong ảo tưởng thế này chết con rồi. Ôi trời ơi, này mày nhìn tao xem được chưa? Ông cầm cái lọ hoa xấu thế, cắt ngắn cái chân đi cắm mới đẹp được chứ. Khổ quá, tao có biết cắm hoa đâu. Kỹ sư các ông khô không khóc, có cái lọ hoa không cắm được. Đây này, tôi thổi bóng ấy, mỏi hết cả miệng đây này. Này, hoành tráng nhở, cứ như kiểu khai trương công trình ấy. Khai trương là khai trương thế nào? Ngày hôm nay hai anh em mình trang hoàng cứ như là ngày cưới của hai anh em mình với các công chúa ấy nhở. Hai, hả? Tao mượn cái kính đấy. Làm gì? Tao mượn. Ừ. Ai. Hoa này, chú Phát đây. Chú rất xúc động bởi tình cảm của cháu. Cảm ơn cháu và Tuấn đã giúp gia đình chú trở về bên nhau nhá. Cảm ơn nhá. Không có gì đâu chú ạ. Chú chỉ cần đồng ý cho cháu yêu trà thôi.